Xin chào các bạn. Chúng ta đang có mặt tại Nghĩa Trang Gò Dưa của thành phố Thủ Đức. Nghĩa Trang này là nơi chôn cất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi đã phải mất cả ngày hôm qua cho đến sáng hôm nay để đi vòng quanh thành phố Hồ Chí Minh tìm cho được một nơi quy tụ các vong linh nhi và thai nhi trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Vì ở trên thành phố Hồ Chí Minh thì đang có người nhận tìm đất để xây mộ cho các vong linh nhi, cho nên mộ ấn định cho các vong linh nhi trên toàn thành phố Hồ Chí Minh thì chưa có. Cho nên tôi đã phải mất thời gian đi từ trong nội thành ra đến thành phố Thủ Đức. Cái Nghĩa Trang Gò Dưa này nó giáp với thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương, và tôi đã chọn được nơi này để quy tụ các vong linh nhi và thai nhi. Thưa các bạn, ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một góc độ tâm linh trong cái sự tương tác giữa các vong linh nhi và thai nhi trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Cái này, trước khi vào câu chuyện, tôi xin nói một điều rằng ở đây tôi không nhắc lại lịch sử, ở đây tôi chỉ nói về vấn đề tâm linh mà thôi. Ở đây thì có những vong linh nhi và thai nhi được hình thành từ trước những năm 1975, và những vong linh nhi và thai nhi được hình thành sau năm 1975. Hai cái lượng vong nhi này, tôi tạm gọi là hai nhóm vong nhi này, cứ ở bên hai vai của tôi, nó nặng trĩu hai vai của tôi từ hôm qua cho đến bây giờ. Đêm hôm qua tôi ngủ cũng không ngon vì cái sự gọi là bám chặt đi theo của các vong nhi đi theo về đến tận nơi tôi nghỉ ngơi. Và bây giờ thì tôi đang có mặt tại Nghĩa Trang Gò Dưa để quy tụ tất cả các vong linh nhi và thai nhi. Mọi sự là lịch sử, quá khứ đã là quá khứ. Bây giờ việc chính vẫn là làm sạch âm phần cho thành phố Hồ Chí Minh, làm sạch âm phần cho đất nước để cho các vong linh nhi lên thiên chuyển kiếp. Cho dù được sinh ra trước năm 1975, tức là chưa, cho dù được hình thành trước năm 1975 hay là sau năm 1975 thì bây giờ cũng lên thiên chuyển kiếp. Bây giờ tôi sẽ quy tụ tất cả các vong linh nhi về đây, đợi tôi sẽ quy tụ về điện. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 50.000 thiên binh quy tụ tất cả các vong linh nhi và thai nhi trên toàn thành phố Hồ Chí Minh về tại Nghĩa Trang Gò Dưa đợi chuyển kiếp đầu thai. Rồi. Đây là lá bài của chúng ta. Các bạn nhìn rõ không ạ? Thưa các bạn, cái việc quy tụ tất cả các vong linh nhi và thai nhi của toàn thành phố Hồ Chí Minh, nó là cái sự đau đớn của tôi từ suốt mấy ngày hôm nay. Vì tôi biết cái lực lượng vong linh nhi ở đây là rất lớn, và tôi phải tìm bằng được một chỗ sao cho nó hợp lý nhất để quy tụ. Nó vừa hợp lý về không gian, nó vừa hợp lý về tính âm. Tại vì nếu như quy tụ ở nơi đông dân cư, nó sẽ tạo ra một cái sự ảnh hưởng rất lớn về âm phần. Hôm nay thì tôi lại ngồi tâm sự với các bạn một chút. Thưa các bạn, đêm qua thì có những vong linh nhi đã thủ thỉ bên tai tôi, nói với tôi rằng: thầy hãy tranh thủ khi còn đang ở thành phố Hồ Chí Minh, hãy đi mổ chân đi. Một cái câu nói làm tôi rất là xúc động, cho nên nó tạo cho tôi một cái áp lực rất lớn. Ngày hôm nay tôi phải tìm, bây giờ đã là 10 rưỡi rồi mà tôi đi từ lúc 8 giờ vòng quanh thành phố. Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện về cái chân của tôi. Cái chân của tôi bị tai nạn cách đây cũng khá lâu rồi. Các bạn có thể nhìn em quay ở đây. Cách đây lâu rồi, trước khi tôi làm việc thánh cơ. Đây là các bạn nhìn cái vết mổ đấy chưa ạ? Tôi bị gãy cái xương cổ chày.
gãy xương cổ chày đây này, vết mổ đây này, đinh vẫn còn ở đây. Tôi bị gãy cái xương cổ chày, cái xương cổ chày nó như thế này. Cái này thì cái tôi gãy ở đoạn này. Từ hồi còn lâu rồi, trước khi tôi làm việc tâm linh cơ. Và cái thời gian cứ lặng lẽ trôi, lặng lẽ trôi. Và đến bây giờ, thời điểm này, thực sự thì cái chân của tôi nó tạo đi một ra một cái dáng đi nó không được chuẩn. Tôi rất muốn dành thời gian cho bản thân mình để chữa trị cái chân này cho nó bình thường trở lại. Nhưng thưa các bạn, công việc nó cứ cuốn đi. Khi tôi nhận lời với các gia đình thì cái trách nhiệm và áp lực công việc là rất lớn. Tôi luôn muốn hoàn thành công việc một cách sớm nhất, hiệu quả nhất đến với các gia đình. Cho nên cứ rất nhiều lần vào thành phố Hồ Chí Minh, vì ở trong thành phố Hồ Chí Minh này nó có một cái viện là viện chấn thương chỉnh hình với các bác sĩ đầu ngành rất là nổi tiếng. Tôi đã rất nhiều lần định bước chân đặt chân vào cái bệnh viện này, nhưng khi nhìn thấy cái lượng người vào nó quá đông, tôi lại nghĩ đến cái thời gian chờ đợi, tôi lại bị sốt ruột. Hết mảng vong linh liệt sĩ, đến mảng vong linh gia tiên, đến mảng phong thánh, và bây giờ là mảng vong linh nhi. Cứ đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh, tôi cũng lại nặng trĩu trong lòng về cái chân của mình. Tôi biết nơi này sẽ hỗ trợ được tôi để chỉnh hình cho tôi, để cho nó trở lại trạng thái bình thường. Nhưng áp lực công việc nó vô cùng lớn. Hôm nay cũng thế. Tôi đang cố gắng để đi tiếp chặng hành trình của mình, đi tiếp các tỉnh mà nơi các vong linh nhi đang chờ đón. Chờ đón giống như ở thành phố Hồ Chí Minh, cứ đu bám lên hai vai của tôi. Những hình ảnh đó nó tạo ra cho tôi một cái áp lực, một cái ý chí, một cái quyết tâm làm càng sớm càng tốt. Và thưa các bạn, với những cái tín hiệu thời sự về chính trị kinh tế thì các bạn có thể thấy là đất nước Việt Nam đang chuyển mình rất mạnh mẽ. Và tôi đang cố gắng hỗ trợ góp phần nhỏ bé của mình, hỗ trợ đất nước để cho đất nước phát triển. Âm siêu thì dương thới. Tôi cố gắng gạt cái sự đau của cái chân của mình để tiếp tục chặng hành trình. Tôi cố gắng gạt cái sự đau này và tôi lấy đó làm một cái để tự an ủi mình rằng tôi phải gánh. Không phải là tôi gánh mà tức là tôi phải chịu những cái nỗi đau để mới đồng cảm được với mọi người. Phải có những cái, và những cái này nó khó giải thích thì đôi khi nó không thể hết được. Nhưng đó là cái tôi đang phải gánh, phải chịu trong giai đoạn này. Và tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm cái chặng đường này để có thể cuối năm tôi sẽ vào đây để mổ chân, để cho mình một cái chân nó lành lặn và mọi sự nó sẽ đi theo quỹ đạo của nó. Còn bây giờ thì tôi mới thực sự nhẹ lòng để chúc mừng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và để tôi tiếp tục các tỉnh tiếp theo. Các vong linh đang rất chờ. Và xin thưa các bạn rằng các tỉnh mà tôi đọc, khi tôi đọc lên thì đã có tỉnh Kon Tum là đã có người và có người nhận xây mộ. Còn lại thêm nữa là một tỉnh Hậu Giang là có thêm. Còn lại các tỉnh khác thì chưa thấy tín hiệu gì. Và tôi vẫn đang chờ vì tôi tin một điều rằng chắc chắn sẽ gặp những cái tâm. Và đây là những cái tâm của mọi người ra tâm vì đất nước. Chứ ở cái này cũng mọi người cũng không mưu cầu gì ở mình. Họ chỉ mưu cầu phúc đức mà thôi. Vì trong đó, trong cái hành động xây mộ đó có những người, có những cái thai nhi chính bản thân họ bỏ đi. Và họ muốn làm một điều gì đó cho chính cái thai nhi của mình và thai nhi của cả đất nước. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.